Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình góp nhận NFT POP đến từ sự kiện 4 năm sàn, lễ kỷ niệm 4 năm sàn Binance nha các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay, các bạn cần link phần link mô tả dưới video của mình. Các bạn mở link phong qua. Thì sự kiện này nó random cho 50 Tuki. Thì các bạn cần phải có một cái tài khoản trên sàn Binance và KYC nha các bạn. Thì các bạn mở trên sàn Binance các bạn ra nè. Các bạn nhập vào bản avatar, các bạn copy UID của mình nha các bạn. Thì những gian thế này khó ăn lắm các bạn. Một khi ăn được thì khá là có giá trị nha các bạn. Rồi tiếp tục con Johnson vào kênh Telegram group nữa nè. Rồi. Thì bên đây trên đây Binance NFT mà nó xong rồi các bạn. Bạn xong sao các bạn? Rồi, các bạn điền lại username các bạn đã cho anh giao các bạn. Nó cộng anh 55. Okay. Tiếp tục đáp án thì tôi để dưới phần link mô tả cho các bạn đấy các bạn. Câu A nè. Số 2 là Totti.key 24 giờ. Totti.key 24 giờ. Tiếp tục. Là bot tổng cộng 17. Rồi các bạn cứ dựa theo đáp án để phần link mô tả nha. Có tri kỳ thi 92. Rồi các bạn về gỡ link phong là xong các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn nhận NFT box đến đây kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.